Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, trong quý 3 năm 2021, số lượng vaccine về có thể chưa nhiều, nhưng tới quý 4 thì dồn dập. Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng từ 47 đến 50 triệu liều. Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay đã có khoảng hơn 18 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam bằng các nguồn khác nhau. Bên cạnh đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng vừa tiếp nhận 25 tủ lạnh âm sâu bảo quản vaccine COVID-19. Mỗi tủ có thể bảo quản 160.000 liều đặc biệt là đối với những vaccine COVID-19 phải bảo quản trong điều kiện âm sâu. Giáo sư, tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, công tác bảo quản vaccine có vai trò rất quan trọng để đảm bảo chất lượng của vaccine phục vụ cho các hoạt động tiêm chủng nói chung. Đặc biệt là cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử tiêm vaccine COVID-19 kéo dài sang gần nửa năm 2022.